Thân chào quý vị, một tuần qua mau quá. Wow. Sáng ngủ dậy trời nắng đẹp quá. Khí trời không có nóng, không có lạnh, mát mát quá đẹp. Nhìn ra ngoài nắng vàng. Buổi sáng nhìn ra sân, ánh nắng phủ xoa gần cỏ hoa sương còn đượm. Vạn vật đẹp vô ngần. Rồi nghe tiếng chim, buổi sáng nghe chim hót như mời mọc đón chào một bình minh tươi mát đầy sức sống dạt dào. Wow, cảm ơn trời Phật chúng ta. Tôi còn ngủ dậy, tôi khỏe mạnh đây, tôi còn sống đây, tôi có một ngày mới hoàn toàn mới. Và tôi có thể làm bất cứ chuyện gì bắt đầu. Ngày qua, qua rồi. Ngày mai, chưa biết. Hôm nay, hiện tại, present, một món quà Thượng Đế cho chúng ta. Một ngày tốt đẹp rồi. Cào đầu lên, massage, máu chảy trên não, tốt quá. Sao bấm huyệt mắt. Mắt rõ quá, mắt rõ quá. Massage. Bớt eye bag, bớt cái bag dưới này. Ok. Sổ tay. Khỏe quá. Nhai răng. Đang cứng quá. Massage. Máu chạy lên não tốt quá. Máu chạy lên não tốt quá. Xoa cổ. Tốt. Ok. Tốt. Mắt cổ. Tốt. Xong. Ok. Xoa ngực. Chạy tốt. Xoa đầu gối. Ok. Xoa tay thật nóng. Áp vào mắt. Xoa. Xoa là tốt hết đó. Đúng vậy. Mấy bệnh nhân thông mạch tôi nói, ước sĩ ơi, buổi sáng xoa tốt quá, mà không biết là mà mình làm ban ngày có làm được không? Rồi, wow, cái này là tôi nói vậy là buổi sáng ngủ dậy mình làm liền. Còn bây giờ trong ngày quý vị ngồi computer một cứ vài tiếng làm ok, rồi khi nào rảnh là làm hay là tối đi ngủ làm, bất cứ giờ nào exercise cái này cũng được hết, chứ không phải là buổi sáng sớm ngủ dậy thôi nha. Cái mấy cái cụ nó wow, vậy tôi tưởng bác sĩ dặn buổi sáng thôi chứ. No. Giờ nào, nhất là làm việc mệt mỏi, computer cả ngày mệt hay là mình tốt, ok. Xoa đậu, xoa xoa. Bấm bấm cho mắt nó sáng. Nhiều khi thoa tay nè ha, nắm nắm đều mắt lên, đó. Rất là tốt. Làm mấy lần cũng được hết á. Ok. Mấy cụ nói, ô, cảm bác sĩ lâu nay tôi tưởng làm một lần thôi. Bây giờ tốt. Thì hồi nãy, wow, giờ cái ngày tôi làm này khỏe quá, khi này rảnh tôi cứ làm. Mà mỗi lần làm thì tôi nhớ bác sĩ. Thank you, thank you. Rồi. Rồi, xong rồi, đứng dậy cái stretch. Đứng, tôi ngồi đây chứ đứng thẳng lên stretch. Khi bước chân xuống giường nhớ cái giường đừng cao quá, vừa phải bước xuống. Ok, rồi, ra nhìn gương, đánh răng rửa mặt nhìn gương. Cười. Một ngày đẹp quá. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn Chúa, cảm ơn Đế cho con một ngày mới. Tốt, tốt, tốt. Rồi. Nếu mình làm như vậy, mình sẽ rất là khỏe. Mà khi mình cảm ơn đó, cảm ơn, khi mình nói chuyện cảm ơn ra, là thấy mình người khỏe liền. Cứ dùng việc cảm ơn, khen, thì nó tốt đẹp thôi. Còn khi nghĩ tới chuyện mà chê, là cái đầu óc nó đã có những cái ý tưởng xấu. Thành ra, mình tại sao không cảm ơn, một ngày mình được sống khỏe sống mạnh tốt quá rồi gì nữa. Ok, rồi bây giờ đó, cái này tôi mình nói đi nói lại mà rất là quan trọng, là vì quý vị thấy quan trọng lắm đó. Quý vị thấy cuộc sống này, mình sinh ra đời nhỏ lớn đi học xong rồi thì mình đậu đỗ đạt, đi làm, đi làm lập gia đình, lập gia đình có con có cái rồi có cháu, tạo nên công danh sự nghiệp, rồi tới tuổi về già dưỡng già cao niên thì mình về hưu nghỉ ngơi, thì cuộc đời đẹp quá, con cháu thành công tốt đẹp. Thành ra, lúc bây giờ mình phải biết sống cho mình, enjoy. Ok, khi mình lớn rồi đó mình phải nhớ này, mình đã hy sinh cho con rồi, hướng dẫn cho cháu rồi, thì cái còn lại cuộc đời mình phải là enjoy. Ok, mình lo cho mình này, mình ok ăn mặc, ăn tuổi lớn tuổi rồi đâu ăn nhiều đâu, cứ ăn
có gì rảnh đi ăn, à, khi thì chỗ này chỗ kia cho nó vui, ok. Trừ khi mình bệnh nặng, bệnh thận nặng này, hay bệnh đường nặng này, hay là thì mình cần ăn uống kỹ cử. Còn không cao máu một chút, cao cholesterol một chút đâu có sao, cứ ăn đi. Ăn xong thì mình uống thuốc, ok. Mà mình đâu có điên tiệm hoài đâu, hay là mình đâu ăn tôm hùm hay là ăn lobster hoài đâu mà sợ, ok. Ăn thả dàng, ok. Trừ khi mà bệnh nặng, ok, thì tôi nói khác nha. Còn mình bệnh vừa vừa, mình khỏe đó thì ăn đi. Rồi cùng lắm mình khám định kỳ thì có gì mình uống thuốc một chút xíu đâu sao đâu, nhưng mà enjoy thành ăn. Thì mà còn nếu ăn mà mình nên biết giữ gìn tốt thì ăn trái cây nhiều, ăn rau cỏ nhiều, ok, uống nước nhiều, uống trà nhiều, uống cà phê cũng tốt, cà phê cũng tốt lắm thì cái đó là tốt nha. Rồi sẽ nữa là mặt. Tại sao có nhiều người đó đồ đẹp không có mặt, đợi đến bật ti mới mặc, ok. Hay là nhiều người ô để dành bộ này khi chết mặc cho tôi. Wow, tại sao lại không mặc, cứ mặc đi chứ. Mà mình ở Mỹ đó chỉ có là chú thì ăn với mặc, mua nhà thì mắc tiền thì cái nó nhiều tiền này, xe hơi mà sang trọng mắc tiền, còn ăn mặc mình mặc đồ đẹp sạch là được rồi. Còn muốn mắc tiền cũng có, mà muốn rẻ tiền cũng có. Mình hay là mình vô mấy tiền tip store mua đồ mắc tiền ở tại cũng có, hay là mình vô Nordstrom Rack Saks Fifth Off thì nó bán đồ cũng hiệu nhưng mà nó đã quá mùa rồi, nó vẫn rẻ như thường, nhiều khi discount tới 30-40%, hay là đợi khi nào sale nó bán rất là rẻ, mặc đồ cho nó đẹp mình thích đấy. Mình sống bây giờ đó, sống cao niên rồi đó, mình sống cho mình, ok. Mình là người quan trọng nhất, sau đó cái người vợ mình, rồi mới tới con cái con cháu. Là vì mình về hai vợ chồng lớn tuổi ở với nhau thôi, con cháu nó đâu tới đâu, lâu lâu nó mới tới thăm thôi. Mình enjoy ăn mặc cho nó đẹp, ok. Mình mặc đẹp là mình respect mình rồi, và mình làm cho người phối ngợi mình vui. Tại sao ăn mặc xuê xoa chứ, mình đâu phải là ăn diện mà mặc suit hay là tuxedo đâu, mặc đồ sạch sẽ và đẹp. Và đồ đạc, đồ áo đây, áo hiệu, áo không hiệu cũng gần giống nhau thôi, đẹp như thường. Có tiền mua hiệu mặc tội gì, không nhiều tiền mua đồ thường mặc đẹp được rồi. Rồi ăn mặc hai cái quan trọng nhất, đúng không? Sức khỏe dễ quá, mình đi khám định kỳ, có bệnh là mình chữa liền, đúng không? Còn mình này, đi tập thể thao, tuổi lớn tuổi vô gym miễn phí, mấy cái Medicare cover hết. Vô đó này, đi bơi, sauna, treadmill, okay, rất là khỏe. À, mà đi đó, vô đó ha, có bạn, có bè đi chung với nhau, vui lắm. À, đâu có gì mà đâu có free hết. Đó, rồi. Còn không, mình không vô đó ồn ào, hai vợ chồng đi bộ buổi sáng, đi bộ buổi chiều, đi bộ buổi tối, đi như vậy cũng khỏe nha thương, ok. Rồi lớn tuổi gặp bạn bè đi chơi với nhau, dễ nhất là đi cruise, ok. Cruise tốn bây giờ nó sau covid này nó rẻ hơn kìa, sale on sale, đi 4-5 ngày, đi lâu chỉ cho mệt, 4-5 ngày thôi. À, đi cũng gần, đi xa, đi Mexico cũng được nữa, đi rồi trên đó ăn uống lip baga mà đóng một lần thôi, ok. Mà bây giờ quá rẻ, mấy trăm đồng thôi, 200 là có rồi. Ăn uống vui vẻ, gặp bạn bè 3-4 cặp, mua vé đi với nhau, quá dễ, ok. Còn nếu không á, hẹn một chỗ bay tới, đi qua Hawaii bay đi, vui vui, ok. Hay là con cái này 1 năm á, bố ba mẹ đi với cái con 1 lần thì cái chọn 1 ngày trong năm đó cả con cái cùng lấy vacation đi một chỗ, vui vẻ không, quá vui. Rồi, rồi con cái con cháu nếu mình thích thì mình tới thăm nó, ok. Lâu lâu giữ một vài bữa, con nói ô bố mẹ ba mẹ giữ cho con mỗi ngày vì con phải đi làm. Nếu mình thích và nó đem tới nhà mình, ok, và mình thích đó nha, ok. Còn đừng mình không thích, mệt quá không giữ. Họ làm có tiền
thuê giữa con. Ok, còn mình chỉ giữ khi nào mình thích và mình gần nhà chơi. Ok, tóm lại cái tuổi này đó, mình phải lo cho mình trước, không ai lo cho mình hết. Mà muốn lo cho mình trước á, phải giữ sức khỏe, có bệnh thì chữa liền, ngừa bệnh liền, không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống tốt, tập thể thao, đi chùa, đi nhà thờ để có tâm linh. Ok, gặp bạn bè, gặp nhau weekend, chơi mã chược, đánh bài tứ sắc, đánh luôn. Thành cuộc sống khi mà về lớn tuổi mà biết như vậy á, hạnh phúc ghê lắm. Ok, tới đây đang chớp chớp rồi. Thôi, tôi xin ngừng đây và hẹn gặp lại trong vài giây phút nhé.